lobby này không mua đồ hả? Mấy đứa đang bảo cả lobby không mua đồ mà ấy. Đúng lúc chơi JC anh em lừa tôi thật sự, anh em gà tôi chơi JC xong anh em kêu không mua đồ. Còn cái lobby không mua đồ anh em ha. Thôi rồi, thằng nào thì cũng 16 người là thôi, anh mỗi không mua đồ thì chịu lòng anh em viewer luôn. Không mua đồ thì chắc nó lấy một nước nhá. Bán đi à? Đồ 4k bán luôn hả? Mãi mãi yêu rồi. Hai người đã rescan 5.000 đồng. Đánh dây phạm thì phải có nhạc nó mới ra cái chất nha anh. Y kênh chat đồng ý không cho mua đồ một. Đúng không? Thì nhạc chúng ta hả? Sẽ chơi cái gì? Chúng ta sẽ chơi hợp lý mọi hợp lý mọi. Thằng nào chơi mua đồ về. Ủa dễ dễ. Hết hồn. Quái biểu. Hết hồn. Đi ra ngoài. Hết hồn. Em bấm ơi. Trời ơi mới vô có nước ép nó trầu quá. Đó đó đó. Ăn cái nào. Rồi sự kiện quanh ra trời ơi. Trời ơi sao vậy. Cứu được không rồi. Một vé một coi. Đang vô đang vô. Sao vậy. Đang câu mồi. Câu đồng mồi. Để cho đánh mồi. Bạn cần phải chạy là để bạn chơi là sao? Bị reset máy hả? Vì reset máy hả? Reset máy hả bạn? Bạn bị bên ga là reset máy hả? Trời ơi, mày không nhớ thì thôi. Trời ơi, thua rồi ơi. Nhưng mà được 250 nha. Hai mảnh. À nó phải ghi là xong game mới vô được rồi. Là sao vậy? Là ấy luôn hả? Thì xét máy hả? À tí nữa thì lại có kết quả. Để anh ghi xét máy cái nha. Mày muốn ghi xét máy tôi chấp hai các nha. Từ từ tôi bảo tôi gạ một vép một nhá. Còn tôi gạ một vép một nhá. Tại vì giờ anh muội reset máy rồi thì coi như là mất rồi. Một vép một nhá. Rồi đã gắt áp ca rồi. Thế ha. Mình có nước ép này. Với 1v2 đây. Rồi với ông này. Ơ à, ông kia AFK luôn à. Ông kia thấy không di chuyển luôn kìa. Đánh mà gắt đi. Anh nghĩ là Khánh làm sao thua được đúng không? Tinh hồn dòng nước làm sao thua được. Hồn dòng nước mà thua thì hơi buồn cười. Này 2 mùa nhưng mà lên hồn dòng nước phải hơn. Rồi ha. Một không cho JC ha. Một không cho JC ha. Chờ anh mầm, chờ anh mầm. Vô. Đi ra ngoài. Không bắn được mầm. Thắng rồi mọi, em thắng rồi mọi. Em gạ kèo 1v1. Em luộc hai đứa luôn. Chầu lòng anh em sẽ bán luôn nhá. Bán không có đam vậy. Không có cái đam nào luôn. Luôn tới đam mới coi. Rồi vô chứ mọi. Không vô được luôn. Không vô luôn hả? Rồi sao? 1v1. À thôi vô. Rồi đủ người rồi. Không cần phải gạ kèo nữa anh em. Hay. Rồi. Mày qua đây. Đi về bên đó luôn. Mày qua đây. Đấy thì chí mạng nhiều vãi em ơi. Được rồi chứ. Ê, tí mới đánh chí mạng thôi chứ. Mày lúc qua đây. Bùm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Nhoàn nhoàn nhoàn. Đục đục đánh nhá, sát lực bên sau.
hai đam. Năng sát lực nhiều hơn nữa. Năng ra hai đam nhiều nha. Ơ kể nhạc đâu à? Quên anh em, quên. Đợi tí này, tôi bật sẵn cái không bọt lên. Tào Mạnh Đức đã hủy scan 5.000 đồng. Mạnh Đức nhá, thank you Tào Mạnh Đức nhiều. Đấy phép cũng được, mở búa bật chiêu 2 lên cả cả cho nó sợ mặt mình. Ê, cặp bài chơi như hơi chuẩn ra á. On với cả TF à. Đấy, có mắm chân này. May thế, chi nhiều quá nó không. Hỏi hợp hay chưa? Trong sao bọt thì đến đấy thôi anh em nhá, không có thêm nhá. Rồi chơi lớn. 300 điểm một trang bị. Hết cùi bắp. Vì rằng ê xạ thủ kỳ chịu không? Mình quy cho mình bắn quy hoài không? Khi em đã scan 5.000 đồng, A Khánh nói anh nguội tắt hết mấy cái Uniki với chạy ngầm đi cho nó không bị xung đột với găng gắt A. Khánh tắt luôn, Khánh tắt luôn. Con bật á. Ui, ngon đấy, quỳ hồi liên tục, hay mọi. Mãi mãi yêu hai người đã huy scan 5.000 đồng. Dây Phạm thao tác tay bật nhạc luôn, chứ ca có vỗ tay ngay ngay đâu anh. Rồi. Thì anh đáp lại cái thế đó ha anh em ha. Rồi, quỳ hồi 0.5 giây à. Ê, mùa đất anh. Trời. Thảo Raen đã scan 5.000 đồng. Mấy cảm ơn Thảo nhá, tôi cảm ơn Thảo nhá. Rồi. Ơ, chưa sinh à? Không được giết á. Mà Quyền đã scan 5.000 đồng. Anh ơn Quy An nhá. Cái này muội cũng nghe thấy đó mọi người. Anh bật là muội cũng nghe thấy á. Trời ơi, lấy cái hai chữ số lõ. Thì cái lõi này thì hợp với con JC với đá anh em ạ. Nó tại vì cái lõi này lúc đầu nó ghi là giảm hồi chiêu của kỹ năng đó đi 0.5 giây nhá, nhưng mà thực ra là không phải, nó là giảm hồi chiêu của kỹ năng đó còn 0.5 giây. Nhưng mà hồi luôn á. Gàm. Chạy đi Gam Levi, tôi cứu bạn. Cặp bạn mềm á. Ma dương. Ma dương vị thế đừng tôi bắn được, bắn tôi được. Bắn. Ui bắn tỉa anh em nhá. Bắn tỉa đấy. Nó tự xác á. Cứ phải nhìn cười anh em ạ. Nãy 92%, giờ 94%. What the hell? Rồi bắt đầu có sự thốn thốn ở đây kìa. Có sự thốn thốn ở đây. Okay. Mày dám cắn anh tao. Đi ra ngoài để tao bắn. Đi ra ngoài, đi ra xa ra. Đúng rồi. Ê, trượt. Ok. Trời. Trời có. Có. Discord bị hư rồi. Alo. Ôi, Discord bằng lái em ơi. Discord 200 mấy ping. Cái gì vậy anh muội? Cái lùm má, cái gì đây trời ơi, ve lõi à?
đồng. What the fuck? Quả nhiên quỷ thật, tôi vừa phải bật bản gốc lên nghe cho đỡ bị ám mặt cười. What the fuck? What the fuck? Khánh. Khánh. Ok, anh mội được gì, anh mội được nhiêu? Anh có lõi này nè, rồi anh làm mềm nó rồi em bắt rồi mỗi ok mỗi ác cốt game anh em ơi, má ác thật sự. Có cộng một clip rồi, bắn nó rồi, bắn gần có mỗi rồi, bị ông đánh tôi rồi bắn đã rescan 5.000 đồng, anh diễn hơn Lộc rồi đó. A mấy bạn bắn tôi kìa, nhìn mấy bạn đánh tôi tội mấy bạn đó. Bắn trượt không mùa, bắn trượt không mùa, em bắn trượt không mùa. Đi chậm lắm kìa. Phải đi xa bắn mới được hồi chiêu đây. Rồi. Không được qua ranh giới nha. Mấy thằng lao. Không bị đánh, không thấy. Không thấy sợ. À, Yasuo cũng có này. Châu, nó châu. Mảnh sức mạnh. Má, mình gặp ai chứ mình gặp tao là xui rồi con chó. Nhưng mà hai mảnh ngẫu nhiên thôi anh em. Cảm giác hai mảnh ngẫu nhiên nhiều hơn. Mảnh sức mạnh nhiều hơn. Sát lực nữa. Cái đéo gì cũng wow. Nhiều. Nhiều của anh. Nhiều. Ngon. Vô địch. Nè, cái này thì không có gì. Đẹp có gì. Đánh ra bắn. Quá, 17 bọn. Ê, thằng ngon. Holy fuck. Ôi ôi, 500 đam, 70 gì mạng, cái gì trời ơi. Khỏe vậy. Khỏe vậy. Đây à. Chắc là đúng thôi. À, bốc. Để coi ai bốc nhiều hơn. Để coi ai bốc đau hơn. Để coi ai bốc đau hơn. Coi ai bốc đau hơn. Ê. Con giỏi cắn ai vậy. Coi ai bốc đau hơn. Để coi ai bốc đau hơn. Né này thì né này. Cầu sấm con cầu sấm con. Cái chân nào mày né. Cái chân nào mày né? Đâu, mày làm gì ở đây? Cái chân nào mày né? À. Đâu? Bắn một phát. Chín mạng đâu, 100% chín mạng đâu. Bóc học. Bây giờ bắn thường cũng khỏe. Trời ơi, 600. Cái game này còn quý hơn cái game DF lúc nãy anh em ơi. Bắn thường. Má sao mập mà chơi lẹ dữ vậy trời. Bắn thường đâm bằng cầu sấm. Rồi. Nó khỏe dữ vậy trời. Trẻ lẻ nè. Đâu muội có cái gì anh? Ai trẻ lẻ mập. Ê, nắm đau vậy? Cái gì vậy? Có gì đó sai. Mình đã quá khinh thường đối thủ. Ê nè, hàng gì nó đấm đau. Sao mùa, mình còn nhiều máu. Ê à, từ từ anh em nhé. Thực ra là cái lobby ai cũng khỏe, mình không được như thế. Nè. Anh em tập trung vào sức mạnh không quyết của tôi nhá. Nhận một phát này lên 100 đam này. Con lõi nó hơi mạnh. Trời ơi là trời. Đã man thật. À mạng nó lõ quá rồi. Dạ dạ. Ủa nó bắn tao vậy. Ủa nó Khánh ơi. Cái nữa, hai. Rồi xin. Bố quýt không có đàm. Rồi đó mọi. Ê em chưa qua được, cả tốc biến không? Đã đập nó, đã đập. Ok.
đi ra, đi ra, đi ra, chỗ bắn thường. Dã man thật. Sao nhìn anh yếu quá vậy? Xong rồi, có em khỏe rồi. Mình chắc chứ bạn được nhiều đam ra, nó đổi là đam. Chắc chứ bạn sẽ được nhiều đam nhá, 100% này. Wow! 4 đam ít vãi. Có cái gì vậy? Wow! Trời ơi, bắn một cái 900 máu. Tự nhiên bây giờ em cần bắn thường thì em chả cần gõ gì á. Em coi gặp lại anh Theo ơi, hãy buông tha cho chúng tôi. Mày em không có phép nha, em không có phép nha, đánh em đau. Ôi trâu vậy? Ui, thầy 500 giáp. Ui, xử lý nói muội. Không có xuyên, không có xuyên, thấy mẹ rồi. Hành hạ nó được, hành hạ nó được. Ui, hiện răn được, hiện răn được, hiện răn được, hiện răn được. Hay quá gà. JC hiện răn anh em mới khỏe vãi cả đái. Trời trời trời. Pop 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 pop. Hello quá. Ôi, còn cặp này à. Có cặp này phải kháng ứng rồi. Bây giờ mua đồ chứ? À, bây giờ không được mua đồ, bây giờ vẫn không được mua. Được kháng ứng các anh em ơi. Kháng ứng. Ôi nhưng mà được một đống giáp. Phép. À, cặp này căng nha, cặp này căng nha. Cặp này không có kháng ứng, cặp này căng nha. Ăn một CC căng nha. Mấy bài vàng này chạy lắm rồi. Rồi. Đây luôn. Hết bài, hết bài, hết bài, hết bài. Ôi da. Bắn. Ôi da. Cái quần què gì vậy? Cầm kia khỏe thế, cầm kia hai con đều ấy mà ơi. Hai con hợp với ta, ấy da.